Em xin chào ban giám khảo ạ. Chào em. Chào em. Chào em giới thiệu bản thân nhé. Em xin giới thiệu, em tên là Trần Mạnh Cường, em đến từ Thái Bình ạ. Sau đây em xin hát bài Tình Yêu Lung Linh ạ. Ngày xưa đôi ta thường hay mơ về ngày mai, nào ai có ngờ em là nàng công chúa đợi chờ anh một ngày trong xanh. Nhưng ngày nào với tình nồng thắm, nụ hồng sẽ không nhạt phai trong trái tim mình. Nhớ một người, nhớ nụ cười xa thật rồi ấm em vòng tay. Mắt buồn nào ướt thật nhiều, nhớ thật nhiều phút giây rời xa, bỗng nhiên khóc òa. Mối tình này dấu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng tình em. Ok. Đây là phong cách chính của bạn hả? Tức là bạn yêu thích cái dòng nhạc này hay sao? Dạ vâng. Tại vì là em thích các anh như Đan Trường, Tuấn Hưng với lại ông Hoàng Phúc, mấy anh hát dòng nhạc trẻ thì em thích cái dòng nhạc này. Bây giờ mấy anh nó già rồi em. Đó. 10 năm trước thì trẻ, giờ chứ giờ già rồi. Mình có cảm nhận rằng là khi bạn hát cái bài này, cái cách phát âm của bạn đôi chỗ nó giống anh Tuấn Hưng nhỉ? Đặc trưng. Đặc trưng là sao. Đó. Thế à? Có. Đúng không? Dạ không ạ. Em hát giọng của em đấy. Thế thì tức là bạn không có bị ảnh hưởng bởi cái vâng. Đúng không? Bạn tự thấy như vậy không? Chỉ có là nếu mà em muốn em cố tình giả giọng thì em có thể giả được giọng của một số anh thôi chứ còn Em ví dụ như bây giờ em thử giả một người em làm giống nhất thế nào. Em thử giả giọng của anh Lam Trường ạ. Rồi không cũng khó phết đấy. Em đừng với em với chúng tôi mấy ngày xuôi chuyện với anh bao nhiêu điều muốn nói nhưng đâu đó nụ cười vẫn chưa mượn phiền ánh mắt dâng nơi buồn xa xăm chuyện tình như sơn hàn mái trắng để rồi nước mắt này cứ rơi. Không nói chứ thật sự em chỉ bắt chước cái phát âm nhả chữ của anh Trường tí thôi, mà thật sự về cái chất liệu của cái giọng á thì nghe nó vẫn không giống được. Dày hơn. Giọng anh Trường bắt chước được ai nữa? Có bắt chước được ai nữa? Nên. Ông cách này 102 Việt Nam lần đầu tiên em vẫn chưa thấy ai có thể thay thế Khánh luôn. Khánh Phương. Khánh Phương à? Khánh Phương đi. Khánh Phương Duy Mạnh với lại Duy Mạnh. Duy Mạnh đi. Anh thích Duy Mạnh. Yên có kiếm như nước rồi cùng xóa trôi nhưng mà luyến giống nhưng mà anh Mạnh anh không hát mà chú chín miệng như thế chín đâu. Không. Không. Tại vì đây em ta mang bao tội lỗi người ơi ta đâu còn chi. Em thấy anh Mạnh kiểu không chín chín đâu. Duy Mạnh cũng giống ấy. Em đồng ý kiểu. Rồi Khánh Phương cái nữa đi. Khánh Phương nữa hả? Rồi cho Khánh Phương luôn, cho nó chọn bộ. Lòng anh sẽ chúc em bình yên, chẳng nhiều thứ vương vấn nơi đây. Trả lại anh để người sẽ đi nhẹ nhàng. Em thấy này giống nhất này. Em thấy Khánh Phương là giống nhất. Rất là hay. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em đã làm cho một cái không khí rất là vui. Nhưng mà cái cuộc thi em là một người rất có tài. Đối với anh là em là người rất có tài. Nhưng mà nếu mà em thi Got Talent thì em sẽ đúng phù hợp hơn là em thi thần tượng Việt Nam Idol. Bởi vì là cái này nó hơi khác một chút, là em rất là giỏi bắt chiếc nhưng mà bản thân cái tôi của em thì em lại không bị có. Mờ nhạt lại không có. Đấy, chắc là em chưa có định hình được cái phong cách của bản thân mình. Nên là khi mà em bắt chiếc mọi người ấy thì tụi anh thấy rất là thú vị, rất là vui. Nhưng mà khi mà em lúc nãy em hát mà của em ấy thì nó chưa đạt yêu cầu, là chưa cái màu sắc cũng như là giọng hát nó vẫn còn rất là non nớt. Thật ra cái tài của em nó là tài lẻ, tức là nó làm vui. Em xin phép hát một bài khác, bài nhạc mới hơn được có được không ạ? Anh nghĩ là nghe cái giọng nghe em nãy giờ rất là nhiều bài, với kể cả cái bài đầu tiên của em thì tụi anh cũng đánh giá được.
À, thì anh nghĩ là em chưa có đạt theo cái yêu cầu mà anh muốn chọn những cái người vào vòng trong. Ừ. Cho nên anh nghĩ anh sẽ không có chọn em. Thật sự á, ban giám khảo á, không phải là nghe bài, em hiểu không? Tôi cho em cơ hội hát là để nghe cái giọng, cái chất của em được từng mình. Nhưng mà cho nên là tất cả những cái gì mà em hát nãy giờ là có thể nghe được cái chất của em như thế nào rồi. Nhá, cảm ơn em rất nhiều, chị cũng không đồng ý. Em hy vọng gặp em ở một cái cuộc thi khác, nó có lợi cho cái tài của em nhiều hơn. Ừ. Rất là cảm ơn em, anh phát huy thế mạnh của em. Hôm nay anh cũng không đồng ý với em được.